Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đấu trường toàn năng. Tuần này, top 6 thí sinh xuất sắc nhất sẽ có màn thi đấu vô cùng hấp dẫn với chủ đề Thần tượng của tôi. Thí sinh nào sẽ bứt phá với phần thể hiện của mình? Thí sinh nào sẽ ghi danh vào top 4 xuất sắc nhất? Kính mời quý vị đón xem tập 14 Đấu trường toàn năng. Chào đón quý vị đến với chương trình Đấu trường toàn năng. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Vừa rồi Hoài Đá Bơ cũng được vinh dự đồng hành cùng với hai giám khảo nữ xinh đẹp của chúng ta, đó chính là ca sĩ Nhật Kim Anh và ca sĩ Ngọc Liên. Hoài Hà Bơ cũng kính mong tất cả quý vị, đặc biệt là những fan hâm mộ của chương trình Đấu trường toàn năng, sẽ có một năm mới, năm Giáp Thìn 2024. Với năm Giáp Thìn này, chúng ta sẽ được vui vầy với gia đình và được thấm đượm nghĩa tình cùng với phát tài bất thình lình quý vị nha. Và ngay bây giờ xin mời ba vị giám khảo, chúng ta sẽ đến với vị trí ghế nóng. Và ngày hôm nay chủ đề chúng ta, thần tượng của tôi. Những thí sinh ngày hôm nay sẽ cố gắng làm sao để thể hiện được cá tính âm nhạc của họ và bên cạnh đó cố gắng lọt vào vòng trong. Và bây giờ xin mời quý vị đến với thể lệ của cuộc thi. Tại vòng trình diễn đặc biệt, 6 thí sinh xuất sắc bao gồm Nguyễn Duy Khoa, Võ Trung Hiếu, Võ Thị Yến Phiên, Phạm Ngọc Đắc, Võ Thế Cường, Lê Châu Phương Tùng. Với chủ đề Thần tượng của tôi, top 6 thí sinh sẽ tự chọn một bài hát của ca sĩ mà mình yêu thích nhất, sau đó trình diễn solo để tạo nên một phần thi ấn tượng. Điểm số và thứ hạng của các thí sinh sẽ được dựa trên tổng điểm của ban giám khảo và khán giả có mặt tại trường quay. Và bây giờ sẽ là bài hát đầu tiên trong ngày hôm nay đến từ thí sinh nữ duy nhất, đó chính là Yến Phiên. Bạn ấy sẽ thể hiện ca khúc Đã Hơn Một Lần, sáng tác Tăng Nhật Tuệ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trước đó em đã tham gia một cuộc thi mà chị Hà Yến là ban giám khảo. Em cảm thấy rất là ngưỡng mộ về chuyên môn và tài năng của chị. Khi thể hiện bài hát này thì em cũng cảm thấy rất là áp lực, tại vì cái bóng của chị Hà Yến trong bài này rất lớn, tại vì chị đã trình diễn bài hát này rất thành công. Thì đối với bài hát này thì nó khá là khó so với Phiên, nhưng mà về cái phần giọng hát thì nó sẽ phù hợp hơn với Phiên, vì cái quãng giọng của Yến và Phiên nó cũng gần với nhau, và cái cách thể hiện trong cái phần tự sự ban đầu á, nó sẽ có một cái phần nào đó dễ dàng hơn cho Phiên. Một lần bóng tôi tới gần, và tôi từng nghĩ tôi sẽ dừng lại. Đoạn đường sau quá dài, niềm tin cứ ngăn lại. Chẳng biết đâu là tương lai, đâu ngày mai. Đã hơn một lần nước mắt ngăn dài, nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người. Chẳng ai nghe thấy tôi, từng nhịp tim ra rời, từ giấu đi niềm đam mê giữa quan đời lê thế. Và bàn tay đã có lúc muốn buồn xuôi rồi đây,
và ánh mắt đã có lúc muốn khép thật chặt. Đã hơn một lần, cũng hơn một lần, nhìn lên cao bầu trời sao những ước muốn nôn nức. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên. Qua giờ chẳng cần biết lý do không đáng đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Bầu trời này là của tôi, và giờ tôi nâng tôi bay chạm vào nơi tôi từng ước mơ. Chẳng thể nào lãng phí, nước mắt tôi cũng đã rơi. Chơi với cơn đau bao nhiêu lâu rồi, tôi mới có ngày hôm nay. Đã hơn một lần, nước mắt ngăn dài. Nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người, chẳng ai nghe thấy tôi. Từng nhịp tim rã rời, từ sâu đi niềm đam mê, sự quan đời lệ thế. Và bàn tay đã có lúc muốn buồn xuôi rồi đây, và ánh mắt đã có lúc muốn khép thật chặt. Đã hơn một lần, cũng hơn một lần, nhìn lên cao bầu trời sau những ước muốn. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên. Và giờ chẳng cần biết lý do không đáng đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Bầu trời này là của tôi, và giờ tôi nâng tôi bay lên chạm vào nơi tôi từng ước mơ. Chẳng thể nào lãng phí, sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên. Và giờ chẳng cần biết lý do không đáng đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Câu chuyện này là của tôi, và giờ tôi nâng tôi bay lên chạm vào nơi tôi từng ước mơ. Chẳng thể nào lãng phí, quý vị vừa rồi chính là phần dự thi của thí sinh Yến Phiên, và tôi thấy là cô ấy dường như đang có vấn đề về cổ họng. Sức khỏe của em không có được tốt cho nên là cái giọng của em nó hơi khàn. Dạ. Và bây giờ sẽ là lời nhận xét đánh giá đến từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Nhật Kim Anh. Cái giọng hát của em và cái cách thể hiện cũng như cái mạch cảm xúc của em ngày hôm nay, em đã rất thăng hoa và rực rỡ. Chúc mừng em, phần thi của em rất thành công. Em cảm ơn chị ạ. À, giọng hát của em rất là phù hợp với cái bài hát này. Tuy nhiên có một chút xíu nhỏ thôi, chị góp ý thôi. Nhưng mà theo chị thôi nha, là cái khúc cuối á, mình hết, mình ao nó hơi gắt. Thì nếu mà lúc đó mà em xử lý nó hơi khéo một tí thì em có thể hú nhẹ nhẹ để cho cái nhạc á, nó khớp với cái giọng em, và em rời đi nó nhẹ nhàng, nó không bị gắt. Ngày hôm nay thì giọng hát của em cũng như phong cách của em làm cho anh hãnh diện. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn giám khảo Quang Hà rất nhiều. Và bây giờ sẽ là những phần quà tặng phát lộc đến từ các khán giả đang có mặt tại trường quay bằng cách là bấm tin nhắn và bình chọn cho thí sinh Yến Phiên. Và kính thưa quý vị, 30 giây bình chọn dành cho Yến Phiên đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúc cho Yến Phiên thật là thành công trong ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn dự thi của thí sinh Võ Trung Hiếu với ca khúc
Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời, sáng tác bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống sẽ thầm thơ. Đối với Hiếu ở vòng thi thần tượng này, Hiếu chọn một cái bài khá là, có thể nói là đơn giản. Đơn giản trong bài hát nhưng không đơn giản trong cái cách hát. Khi mà Hiếu hát á, Hiếu tập trung toàn bộ cái đầu óc của mình trong cái bài hát, kể cả cách xử lý khi mà Hiếu phải là bỏ nhỏ câu hát nhìn như thế nào, khi mà đến điệp khúc thì phải dâng lên thế nào. Thì bên cạnh đó là Lan cũng sẽ hỗ trợ trong Hiếu cho cái phần mà xử lý bài hát của mình. Thực ra thần tượng của Hiếu là ca sĩ Trúc Nhân, và khi mà nghe anh Trúc Nhân thể hiện ca khúc này thì Hiếu cảm thấy rất là cảm động và rất là nhiều cảm xúc. Cũng như là cách thể hiện của anh đã truyền cảm hứng cho mình, và Trung Hiếu rất muốn được một lần hát ca khúc này trên sân khấu đấu trường toàn năng ạ. Nhắm mắt thấy tôi quay về, về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua. Nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại, nhìn lại năm tháng qua. Học cách yêu thương người khác tôi, và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xóa đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời. Yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. La 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 la, người ơi tôi đã sống rất thành thơi. Rất tuyệt vời. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất thành thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời. Thì ngày mai
xin hãy tiến bằng nụ cười. Chúc mừng Trung Hiếu đã hoàn thành được phần thi của mình. Thật sự ra thì với một cái tiết mục này á, thì không chỉ là Hiếu làm cho Kim Anh bị xúc động, mà Kim Anh nhìn thấy rằng là cả một cái phim trường này, tất cả mọi người đều bị lắng động. Và với Kim Anh thì thật sự đây là một ca khúc khá là ý nghĩa, khá là khi mà Hiếu truyền một cái thông điệp quá là tuyệt vời đến tất cả mọi người. Và em đã làm cho chị gọi là không nói nên lời bởi cái tiết mục của em. Và bây giờ sẽ là bình chọn dành cho thí sinh Trung Hiếu. Xin mời quý vị khán giả. Xin cảm ơn quý vị đã dành tình cảm cho tiết mục vừa rồi của thí sinh Trung Hiếu. Và chúc sức khỏe anh Ngọc Tân, Bé Yên, Cát Tường và Trung Hiếu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta đến với tiết mục dự thi của thí sinh Duy Khoa với ca khúc Mùa Yêu Đầu, sáng tác bởi ca sĩ nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh. Cái phong cách biểu diễn của anh Đinh Mạnh Ninh từ trước tới giờ luôn, trong tất cả các bài luôn, là nó rất là mới lạ. Đó là cái mà Khoa đã cảm nhận, vì trong bài của anh Đinh Mạnh Ninh thì thường nó sẽ luyến lấy rất là nhiều, và thường cái nhịp phá phách của bài cũng rất là khó, và nhất là đối với bài Mùa Yêu Đầu. Bài Mùa Yêu Đầu này thì nó đa phần nó vô phần nhịp dở, nó vô phần cái bài hát nó vào nhịp dở không à. Và khi mà trong bài hát anh Đinh Mạnh Ninh luyến rất nhiều câu luyến lấy, và đó là một cái signature của ảnh rồi. Thì cái việc mà mình hát lại bài hát đó, bản thân Khoa cũng muốn là đưa vào những cái mà của Khoa. Phần nhịp điệu của mình Khoa không được chắc, nên là rất là khó cho Lan khi mà cái phần dạo đầu là mình phải hát với piano toàn tập. Nhưng Khoa lại là một cái người rất là hơi yếu về nhịp như Lan đã nói ấy, thì khi mà tập cho Khoa cái đoạn đó thì thật sự là Lan rất là quạo và rất là nóng tính. Trong cái phần tập của bạn không có được như ý của Lan, thì để xem cái phần thi này của Khoa thì Khoa sẽ tiến bộ hơn như thế nào. Vừa rồi chính là ca khúc Mùa Yêu Đầu qua chất giọng của thí sinh Duy Khoa. Chúc mừng bạn. Và ca khúc vừa rồi cũng chính là một trong những sáng tác rất là nổi tiếng của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Thần tượng của bạn là ai? Và chắc chắn thì đó là anh Đinh Mạnh Ninh rồi. Tại vì em đã được có duyên và được nghe nhạc của anh Đinh Mạnh Ninh từ những năm cấp 2. Và em cảm thấy nó rất là cuốn hút với em. Cho nên là với hoàng thượng này thì em muốn hát một bài hát của anh Đinh Mạnh Ninh để có thể thỏa được cái niềm yêu thích của em với anh ấy. Âm nhạc không chỉ là giải trí, âm nhạc còn gắn bó với những một thời thanh xuân và những kỷ niệm đẹp của mình nữa. Cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ ban giám khảo. Hôm nay chị thấy là em chẳng cần phải làm gì cả. Em chỉ cần hát đúng vào những cái ca khúc sở trường của em, và em làm chủ sân khấu, em làm chủ giọng hát, em làm chủ cả một cái khán phòng này. Tất cả mọi người phải lắng động vì em hát. Nhiều đó là đủ rồi, là lấy điểm rồi, đâu cần phải làm gì nhiều đúng không? Dạ, em cảm ơn chị Như Kim Anh ạ. Xin cảm ơn giám khảo rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng nhắn tin bình chọn cho thí sinh Duy Khoa.
Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúc Duy Khoa may mắn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta hãy cổ vũ tinh thần cho thí sinh Ngọc Đắc. Bởi vì điều đặc biệt dành cho Ngọc Đắc trong tối nay chính là thần tượng của bạn ấy đang có mặt trực tiếp tại trường quay. Đó chính là ca sĩ thể hiện rất thành công sáng tác của nhạc sĩ ca sĩ Khắc Việt, ca khúc mang tên Ngỡ. Thần tượng của anh ấy chính là giám khảo Quang Hà. Ngọc Đắc thì thật sự là Đắc rất là thần tượng Quang Hà luôn. Thành ra là khi mà dựng cái bài cho bạn thì Lan phải nghĩ một cái cách gì đó khác để khi mà cái bài hát Ngỡ đó vang lên thì người ta vẫn nghe đó là anh Quang Hà, nhưng mà sẽ có một chút gì đó khác là do cái cách thể hiện của bạn Đắc, sẽ kết hợp giữa tự sự và một cái phần thi techno hơi hơi có cái phần vũ đạo chút xíu. Vòng thần tượng này thì em chọn ca khúc Ngỡ của anh Quang Hà. Thì thật ra là em biết cái ca khúc này cũng khá là lâu rồi, và cũng nghe khá là nhiều những cái version khác nhau của anh Quang Hà. Và thật sự là giống như em chia sẻ thì nữ thì em thần tượng Khởi My, còn nam thì em thần tượng anh Quang Hà. Cho nên là cái vòng này thần tượng thì mình nó giống như là cái kiểu là cứ nhắc tới cái vòng này thì em sẽ hát cái bài Ngỡ của anh Quang Hà thôi. Thì em sẽ cố gắng hóa thân như thế nào về cái visual cho giống anh Quang Hà nhất nhá, để thể hiện một cái ca khúc của anh trọn vẹn hơn. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em, không cần ngại lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đan về như em gần kề bên anh. Anh yêu em quá mất rồi, nên ngỡ như em về thôi. Anh yêu em quá mất rồi, nên ngỡ như em. Hay thế nhỉ, lớn hơn một tí nha. Nên ngỡ như em. Ok, một tràng pháo tay dành cho tất cả chúng ta. Nên ngỡ như em về. Shake up.
cùng nha. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, yeah. Anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đan về như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không mà thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi. Mà sao trong anh buồn thế. Là năng lượng và đó chính là tài năng của thí sinh Ngọc Đắc. Không biết là cảm nhận của thần tượng là anh Quang Hà cảm thấy như thế nào với ca khúc Ngỡ vừa rồi của mình ạ? Thật ra thì nếu mà để lấy bài hát Ngỡ này đi để mà biểu diễn thì anh thấy nó không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà để mà phần thi của em thì anh cần đòi hỏi cao nhiều hơn nữa. Bởi vì nếu như mà em hát cái phần đầu tiên với cả piano thì anh cần thêm nữa cái cảm xúc, nó phải chạm đến trái tim của người nghe nhiều hơn. Thật ra thì cái phần mà em đánh piano thì nó chỉ vừa gọi là trọn vẹn thôi, chứ nó không có cảm xúc nhiều, chưa cảm xúc nhiều. Và nếu như mà bản thân anh nếu như được hát kiểu acoustic thì mình sẽ hát nó lắng đọng và nó gọn gẽ hơn, và nó hát phải bằng đúng hơi thở, bằng trái tim của mình. Anh cảm ơn em đã thần tượng anh và đã chọn bài hát Ngỡ này. Nhưng nếu như mà anh có biết gì trước thì anh cũng sẽ bảo em là nên chọn một bài hát khác của anh. Vì có những bài hát nó hát lên một cái nó đã móc hết tim gan của mình ra cho khán giả rồi. Còn với bài hát này thì nó chỉ là một bài hát hit, nhưng mà là bài hát vừa vặn để người nghe người ta thưởng thức thôi, chứ chưa phải là một bài hát để mà người ta dốc hết tình cảm của người ta ra, người ta hướng về mình. Và còn cũng cần phải có thời gian. Cảm ơn bà giám khảo rất nhiều. Và bây giờ sẽ là tình cảm của quý vị khán giả dành cho Ngọc Đắc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho Ngọc Đắc thành công. Cảm ơn bà. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta cùng sống lại một thời thanh xuân khi được thưởng thức rất nhiều bộ phim Hàn Quốc được trình chiếu trên đài truyền hình. Và ngày hôm nay sẽ là một trong những ca khúc gắn bó với rất nhiều kỷ niệm của quý vị khán giả. Ca khúc được mang tên Mãi Mãi, nhạc ngoại lời Việt, và được thể hiện bởi giọng ca của thí sinh Phương Tùng. Trước khi quyết định thì Lan cũng có hỏi là em có thích anh Lam Trường hay không? Và những cái bài hát nào mà anh Lam Trường đã từng thể hiện qua mà em cảm thấy em thích? Và sau khi một loạt cái list đề cử ra thì Lan cũng đã chọn cái bài hát. Tuy là một bài nhạc nước ngoài nhưng mà anh Trường có thể nói là một trong những ca sĩ đầu tiên trình bày bài hát này ở Việt Nam. Và nó cũng đã một phần tạo nên tên tuổi của anh Trường. Nên là Lan cũng đã quyết định chọn cho Tùng. Đây là một bài hát rất nổi tiếng và đã được rất là nhiều người yêu thích của anh Lam Trường rồi. Thì việc của Tùng là phải làm sao để hát khác đi, cũng như là xử lý để cho ca khúc nó có một cái màu riêng của bản thân mình. Và về chương trình thì đây, càng về sau thì cái tiêu chí cũng như là sự chuẩn bị phải nhiều hơn, phải có nhiều thứ để thể hiện hơn. Song song đó thì Tùng cũng có một trạng thái khác, đó là một cái
Do là Tùng đã trải qua những vòng thi khác, những vòng thi trước đây nó cũng rất là nhiều thử thách cam go mà Tùng cũng đã vượt qua được, và nó giống như là một cái nguồn động lực để tiếp thêm sức mạnh cho Tùng để có thể hoàn thành tốt cái phần thi này. Đời bao buồn vui, ngày tháng cho ta về đâu, người ơi. Nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhạc dù tiếng hát chơi vơi, hỡi em. Đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người ơi xin lắng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em một đời mãi. Công tử, chào quý công tử, ngày hôm nay điển trai quá. Và với ca khúc Mãi Mãi vừa rồi chắc chắn đã mang lại rất là nhiều cảm xúc đặc biệt dành cho quý vị khán giả. Chúc mừng Phương Tùng một lần nữa. Và bây giờ sẽ là lời đánh giá nhận xét đến từ giám khảo Nhật Kim Anh. Ngày hôm nay thì Phương Tùng làm cho chị phải thẫn thờ nhìn vào cái tiết mục của em. Tại vì khá là lạ mắt trong một cái phong cách rất là cổ điển Anh Quốc này. Hoàng gia. Và hơn nữa là về cái giọng hát, Phương Tùng làm cho chị khá là ấn tượng. Bởi vì cái giọng gió của em, cái giọng bay của em nó rất là hay. Và chị ấn tượng nhất đó là cái đoạn giả thanh của Tùng. Em lên tông một lần và em phá cái nốt đó ra, và cũng như là em hát giả thanh. Cái đoạn giả thanh nhỏ của em á rất là ấn tượng. Sau tuần vừa rồi thì hầu như tất cả các thí sinh đều nỗ lực không ngừng. Bạn nào cũng cố gắng cho giám khảo và các bạn ở trường quay biết cái khả năng, năng lực của mình. Hôm nay em đã chọn cái bài hát cũng đúng sở trường của em. Em có cái phong thái của em cũng rất đẹp, rất hay nè. Nhảy đẹp lắm. Và chị cũng... đồng ý với lại Nhật Kim Anh là lúc đầu chị nghe xong rồi chị coi có cái sự bứt phá gì của em trong cái bài hát, trong cái nửa đoạn sau hay không. Thì cũng như là đúng cái mong đợi của chị là em đã hát phá cách và em hát nghe thật là đã luôn á. Chị chúc mừng cái phần biểu diễn của em ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị Ngọc Liên. Và bây giờ sẽ là những phần bình chọn đến từ quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúc mừng Phương Tùng. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta đến với tiết mục dự thi cuối cùng trong ngày hôm nay trong top 6 thí sinh xuất sắc. Ca khúc được mang tên Những Chuyến Đi Dài, sáng tác bởi cố ca sĩ Trần Lập và nhạc sĩ Nguyễn Đức Minh, cùng với phần thể hiện của thí sinh Thế Cường.
phòng thi này, Cường trở lại với con người và bản chất thật của Cường là một ca sĩ về cái mảng rock. Và trong cái phần thi này là Lan có bắt khó Cường hơn một chút, là khi bắt Cường phải vừa hát vừa rap và phải feel trên cái nền của một cái ca khúc do một nhóm nhạc trình bày. Nhưng đó cũng là cái lựa chọn của Cường, đó là nhạc sĩ Trần Lập và ban nhạc Bức Tường. Trong cách hát nhạc rock, cái việc mà mình control về cái giọng hát của mình để nó không bị over. Tại vì nhạc rock cần cái máu của người hát, nhưng mà nếu như chúng ta không control, chúng ta không kiểm soát được nó kỹ thì nó sẽ bị làm cho bài hát nó kiểu nó bị quá đi, và người nghe người ta không có feeling được, không có máu được, mà nó lại cảm thấy là bị chói tai. Và đó là một trong những cái khó khăn mà Cường cần phải tập dượt rất nhiều, cần phải để ý rất nhiều trong quá trình trình diễn và bài hát những chuyến đi dài này. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để được sống với đam mê, dẫu có danh cơ luyện ý chí quá bao nhiêu khó khăn, hay trên những chặng đường. Cùng bạn bè ta đam mê những cung đường dài, xuôi ngược miền xa lắc lư để bánh xe cuộc đời là niềm vui khám phá. Có biết bao nhiêu điều khi thiên nhiên đãi ưu và cuộc sống bốn phương. Đường dài học những sàng khôn, vì đời là những chuyến đi dài, những sống với đam mê, dẫu có sai cơ luyện ý chí vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách trên những chặng đường. Vì đời là những chuyến đi dài, đời là những chuyến đi dài, vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để được sống với đam mê, dẫu có dài cơ dẫu lũ vượt qua bao nhiêu bão buồn. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để được sống với đam mê, dẫu có dài cơ luyện ý chí qua bao nhiêu khó khăn, thử thách trên những chặng đường. Wow. Lên xe. Xin chúc mừng thí sinh Thế Cường đã hoàn thành được phần thi của mình. Và bây giờ sẽ là lời nhận xét đến từ giám khảo Quang Hà. Chúc mừng Thế Cường. Ngày hôm nay em như một con ngựa chiến. Ra một cái là em phi nước đại ngay. Và em có bao nhiêu sức lực là em tống ra hết. Anh thích cái cách chơi hết mình của em với tác phẩm này. Đúng là vì khi em hát một tác phẩm mà nó thiên về rock thì rõ ràng nó sẽ dễ gây cái FV cho khán giả xem live ngay lập tức. Là nó làm cho khán giả tự nhiên là vỗ tay cho em ngay, chứ không cần thiết phải câu kéo hay là có phải có một cái gợi ý gì từ ban giám khảo cả. Đó là một trong những cái thành công của em. Xin mời giám khảo Quang Hà, xin mời giám khảo Nhật Kim Anh. Đúng như ngày hôm nay thì Kim Anh thấy là Thế Cường ngày hôm nay là máu lửa quá.
rất là bùng nổ ngày hôm nay. Và đó, thấy không, khi mà em chọn đúng cái bài hát mà trong cái khả năng của mình, thì có phải là em thể hiện tất cả mọi người đều phải sung cùng với lại Thế Cường, đúng không? Vì vậy cho nên là khi mà cái khâu chọn bài của mình nó rất là quan trọng. Cho nên là ngày hôm nay bạn đã tốt hơn cái tuần trước rất rất là nhiều. Cho nên là chúc mừng bạn ha. Tuy nhiên là cái phần đầu á, là Thế Cường có hơi gấp một chút xíu, nhưng mà cũng không sao. Với cái ca khúc Máu Lửa và hát rất chắc này, thì Kim Anh nghĩ rằng là Thế Cường sẽ nhận được một số điểm tối đa luôn đó. Chúc mừng Thế Cường. Xin cảm ơn giám khảo nhà Kim Anh. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá nhận xét cũng như là bình chọn đến từ quý vị khán giả. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Cảm ơn Thế Cường. Kết thúc tập 14, top 6 thí sinh xuất sắc nhất vẫn bảo toàn lực lượng vì không có thí sinh bị loại. Tuần sau, các thí sinh sẽ bước vào vòng đối đầu đầy kịch tính của vòng tứ kết 2. Các thí sinh sẽ mang đến những điều bất ngờ gì? Top 4 xuất sắc nhất của đấu trường toàn năng sẽ bao gồm những ai? Kính mời quý vị hãy đón xem tập 15 đấu trường toàn năng được phát sóng vào tuần sau. Và xin mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình Đấu Trường Toàn Năng được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.